Xin lại gửi lời chào đến toàn thể các bác. Thì như các bác đã biết là một thời gian vừa rồi ấy, em bên cơ sở chúng em ấy cung cấp cho các bác một cái mẫu máy hàn chân tầng, thì cũng rất nhiều anh em mua về sử dụng, thế cũng hài lòng. Thì hôm nay bọn em lại cập nhật một cái mẫu máy hàn chân tầng mới. Thì cái mẫu cũ nhà em vẫn bán, vẫn cung cấp cho anh em, hôm nay cập nhật cái mẫu máy hàn chân tầng mới. Thì như các bác biết đây, thì hình thức thì nó vẫn như cũ. Đây em cho các bác xem cái mẫu cũ, tất cả các thứ, cách thức hoạt động, cách thức sử dụng nó đều như nhau. Đây hai mẫu đây, nó chỉ thay mỗi cái đầu hàn thôi. Một cái mẫu đầu hàn trước thì nó có cái rãnh sẵn ở đây, em như em bảo các bác ấy, nó có rãnh ở đây. Thế còn cái mẫu mới này thì nó thiết kế vào cái đồng xu, đồng dây này, đồng xu nó sẽ chạy zoom zoom vùng quanh như này. Đấy thì em nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn, hoặc là sẽ sử dụng nó sẽ dễ hơn. Đấy thì hôm nay em làm một cái video ngắn này để em giới thiệu vào cái mẫu máy hàn chân tầng mới. Thì mẫu cũ nhà em vẫn cung cấp, bác nào đã sử dụng cái mẫu máy hàn chân tầng bên em rồi ấy, thì các bác biết. Còn cái mẫu mới này thì mới cập nhật về, thì anh em nào có thể mua thêm về dùng, thứ nhất là dùng trải nghiệm, thứ hai anh em nào chưa mua ấy thì có thể mua về dùng. Em nghĩ là cái này rất là hữu dụng cho anh em, rất là tiện. Đấy thì hôm nay mới về một lô hàng mới đầy đủ, về được khoảng 100 chiếc cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua hai số điện thoại em để trên tiêu đề của video ấy. Bên em thì gửi hàng qua đường bưu điện, anh em nhận hàng kiểm tra đúng những mẫu mã sản phẩm rồi anh em về anh em dùng ok. Lần sau hàng nó ngon nghẻ, anh em có ai thì giới thiệu cho bên em, thì em chân thành cảm ơn. Đây ngoài ra thì cũng bên em cũng về được một lô tấm chắn chúa loại to, một thời gian vừa rồi nó bán hàng chạy quá nó hết, bây giờ mới nhập về được. Đấy, giới thiệu đến cho anh em. Anh em nào mà cập nhật được cái video này của ngày hôm nay ấy, thì cần thiết thì alo đến đơn vị kinh doanh của chúng em, cơ sở chúng em cung cấp đầy đủ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Đấy thì đây là cái mẫu tấm chắn chúa loại to, mở ra các bác xem. Đây tấm chắn chúa to rất là rộng và thoải mái. Đấy tấm chắn chúa nhỏ bên em cũng cung cấp đầy đủ cho anh em nhé. Thì cái tấm chắn chúa to hôm nay mới về. Đấy chủ yếu hôm nay giới thiệu là giới thiệu cái mẫu máy hàn chân tầng. Đấy thì các bác tham khảo mẫu máy hàn chân tầng, trông hàng rất là đẹp. Sau cái video này ấy, thì em sẽ làm một cái video để hàn trực tiếp cho các bác tham khảo xem cái cách thức hàn mình lại xem nó có hiệu quả không. Đấy em làm video ngắn để giới thiệu cái mẫu máy hàn chân tầng này. Em xin phép kết thúc video ở đây. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo, anh em nào muốn tham khảo thì đi qua kênh YouTube của em, để lại một lượt đăng ký rồi bật thông báo lên. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn lại các bác.